Mùi khét. Mùi là vệ sinh. Mùi cũ. Đấy, Quỳnh này nó lên tống không? Cho mì vào nữa đi. Cho mì vào thuốc hay nước gì? Phí nước vậy. Không. Nước cốt. Khoan không? Không ăn đâu. Anh ăn mình nổi được. Cho con nữ quá nữa. Đâu ăn đâu? Nói thật lòng thì có ăn được không? Ăn em sợ nó mà có thức ăn nhiều quá nữa. Thôi cho nó phí nước. Thôi mình tạm thôi. Uống nước đi cho nó không? Nước. Chắc là cho mình để một lúc nó nở. Bố mẹ biết mình đi ra ngoài ăn uống. Mẹ có được không ạ? Mẹ được. Buồn lắm. Thế thì mẹ hỏi chắc nướng nhà con. Phát khát cổ không? Đấy. Ui rồi, bà sao thảo mày bị vậy? Ăn tán lẩu. Ăn mày ăn thế này à? Cái ghế có tán lẩu. Tán lẩu như tôm không? Sư tại chưa mà biết mày nhá. Hay là lấy mắm tôm cho ăn được coi, có protein kìa. Ăn mắm tôm đi. Mắm tôm đi sư. Ăn ngay. Không ăn. Những cái nào đã chứng minh được là mình bị hen với cái bắt mấy con muỗi mấy con ruồi tháo đây này nhúng vào nhúng vào ngon vãi thôi nó dấm đỉa chưa cái con ruồi đấy dính